Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Toyota Vios ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở xe Toyota Vios thì nó có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản E và phiên bản G. Trong phiên bản E thì nó lại phân làm 2 phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động. Phiên bản G là cái phiên bản cao nhất quý vị và các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản cao nhất. Xe đã được trang bị là hộp số tự động này, full option này, ví dụ như là nội thất da cao cấp nguyên bản này, điều hòa tự động này, đèn pha bi xenon, đấy là cái phần nguyên bản của phiên bản G này quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn bên nhìn bên ngoài của chiếc xe, chỉ cần nhìn thấy có đèn pha bi xenon thì chắc chắn đó là cái phiên bản G, phiên bản đủ nhất rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2015, đã đăng ký năm 2015 và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị bạn, chỉ 389 triệu đồng thì quý vị bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2015 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những chiếc xe mà chúng tôi đăng ký lên, chúng tôi upload lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios 2015 phiên bản G này ạ. Mời quý vị.
luôn.